Chúng ta đều là một phần tử của một sự sống vĩ đại, được sắp đặt khéo léo bởi những định luật vũ trụ. Trải qua muôn vàn kiếp sống, con người đã từng lầm đường lạc lối vì tự cho mình là thực thể riêng biệt, có tự ngã, độc lập với những quy luật của vũ trụ. Con người ngạo mạn cho rằng mình là chủ nhân của địa cầu, dùng kiến thức hạn hẹp của mình để thống trị và hủy hoại tự nhiên. Chính vì cái tôi tham sân si, xa rời với đại đạo tự nhiên, nên nhiều người chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ muốn đạt được mục đích cá nhân, chứ đâu biết nghĩ đến người khác hay đến muôn loài. Vì sự tham lam ích kỷ mà con người không ngừng vơ vét tài sản chung của vạn vật để tích lũy cho riêng mình. Con người với cái tôi ngạo mạn chỉ chạy theo vật chất, lợi ích. Giữa giá trị và giá cả thì họ sẽ chẳng ngần ngại mà lựa chọn giá cả. Họ trọng tiền tài hơn mọi thứ khác. Nhưng mà những tài sản, danh vọng vốn là điều vô thường. Tất cả đều chỉ là thứ bên ngoài, là thứ nay còn mai mất. Nó không giúp ích gì cho sự an lạc và hạnh phúc thực sự của bạn.